Ghi bài em này. Nay mình tiếp tục nói về cái chuyện là giải tán cái lập phương trình. Tiếp này. Hôm nay sẽ nói về cái nọ dạng mấy đấy Linh nhỉ? Nọ dạng 4 à? Năm Bây giờ là 5 sáu. à? Bây giờ 6 à? Vâng. Bây giờ 6. Mình nói về bài toán chuyển động. Đấy, bài toán này là bài toán một trong những bài toán khó nhất. Khó nhất là trong cái phần này. Tại vì nó hỏi thì có thể hỏi em rất là sâu. Rất là sâu vào cái chỗ này luôn. Ghi cho anh một vài cái cần lưu ý này. Đấy, thứ nhất thì trong bài toán chuyển động em phải nhớ cho anh ba cái đại lượng. Ba cái đại lượng cần phải nhớ. Có ba đại lượng chính. Thứ nhất là vận tốc, ký hiệu là V. Đấy. Thứ hai là thời gian, ký hiệu là T. Và thứ ba là quãng đường, ký hiệu là SC. Đấy. V, T và S. Cái vận tốc này thường đơn vị của anh sẽ là thông thường nhé, km trên giờ. Đấy. Thời gian sẽ là giờ. Và quãng đường thì đương nhiên chỗ này sẽ là km rồi. Ngoài ra nó có thể nó thay đổi cho tùy tình huống. Công thức người ta để lưu ý để nhớ với ba cái này này. Đấy, thì em nhớ nhanh như sau. Người ta luôn có là em nhớ một công thức thôi. Đấy, S quãng đường ấy thì bằng vận tốc nhân với thời gian. Đấy, từ đó họ ra được hai công thức phụ. Ví dụ muốn tính vận tốc thì anh lấy quãng đường chia thời gian, hoặc anh muốn tính thời gian thì anh lấy quãng đường chia cho vận tốc. Đấy. Thế mình nhớ công thức gốc là công thức này. Nhớ một cái thôi. S thì bằng V nhân T. Đó. Đấy, nhớ anh ba đại lượng này. Đấy, ý thứ nhất đó là ba đại lượng chính. Ý thứ hai là trong một số bài toán ấy nó có cái vậy có hai cái thứ là chuyển động xuôi và ngược nhá, nó có chuyển động xuôi và ngược. À, ví dụ là chẳng hạn là cái cano hay cái thuyền đi trên nước chẳng hạn thì nó thường có cái vận tốc dòng dòng nước. À, hoặc là người ta đi ở cái nơi có gió nhiều thì có cái sức cản của gió. Đấy. Xuôi với ngược. Ok. Thì mình sẽ tính như sau này, V xuôi thì bằng là V của cái vật đấy. Đấy, khi không có cản thì cả. Em cộng thêm với lại cái V cả, nhưng mà vì đi mình đi xuôi dòng mà nó sẽ cộng cộng thêm vào. Đấy. Còn V ngược bằng là V của vật trừ đi V của cái vật nó cản. Đấy, chẳng hạn ra đây ví dụ về một cái cano chẳng hạn. Đấy, V mà xuôi dòng thì em sẽ lấy cái V của cái cano đấy lúc bình thường nước lặng này, em cộng thêm cho anh V của nước. Đấy, nước nó đẩy thuyền đi mà, kể cả em có không chạy máy đi, máy nó không hoạt động thì nó vẫn bị trôi đi, phải chưa? Thứ hai, nếu mà V mà ngược dòng sẽ bằng là V ví dụ của cano trừ đi V của nước. Đấy. Cái này em thấy rất rõ, chẳng hạn bây giờ mình xuống sông chẳng hạn. Thực ra là bây giờ chẳng hầu như cha trẻ thành phố không tắm sông rồi. Nhưng mà hồi xưa này thì đấy rất là nhiều. Thế nếu mà ra tắm tắm sông ấy mà bơi chẳng hạn. Bơi mà em bơi mà ngược dòng. Mà em bơi còn chậm hơn cả dòng nước ấy. Hôm nào nước nó chảy nhanh mà bơi còn chậm hơn dòng nước thì em bơi tại chỗ. Bơi rất là mệt mà nó không đi mấy. Thì ra tại vì nước nó cản mình.
Đấy, còn cái phương án giải quyết ở đây này. Đấy, mình ghi cho anh ý thứ ba. Cái phương pháp chung ở đây này. Đấy, là chúng ta sẽ kẻ bảng. Thông thường chúng ta sẽ kẻ bảng ra để chúng ta tư duy. Đấy, kẻ bảng ra. Có thể nó sẽ chia thành hai giai đoạn, lúc đi này, lúc về này. Đấy, hoặc nó chia là lúc lên dốc, lúc xuống dốc thì đấy, nó nhiều giai đoạn, có những bài đến 3 giai đoạn cơ. Đấy, có thể nhiều hơn. Thông thường nó chỉ là rơi đến 2 đến 3 giai đoạn trong một cái bài toán này thôi. Kẻ bảng nó giống như mấy cái bài hôm trước anh em mình học ấy. Thì kẻ bảng nó sẽ nhìn vào đấy mình ra phương trình được. Đấy, từ kẻ bảng nó ra được phương trình. Để em giải thôi. Rồi, em ghi cho anh bài 1 nhá. Bài số 1 như sau. Một xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc trung bình, km/h, với vận tốc trung bình 45 km/h. Chấm. Sau khi nghỉ 1 tiếng tại B, nghỉ 1 tiếng tại B, phải ô tô trở về A, ô tô trở về A với vận tốc trung bình 30 km/h. Chấm tổng thời gian cả đi và về là 9 giờ 20 phút. Tổng thời gian cả đi và về là 9 giờ 20 phút. Chấm tính quãng đường AB. Tính quãng đường AB. Đấy, ok. Rồi bây giờ anh em mình cùng xử lý cái bài này luôn. Em ghi xong đề bài đã. Không rồi. Ok. Bây giờ anh hỏi em một chút là cái bài này em thử chia cho anh thì các giai đoạn xem nào. Đấy, ví dụ ở đây nó có quãng đường AB. Đầu tiên ông làm gì đã? Một cái xe này nó đi đầu tiên như thế nào? Đi từ A đến B. Đầu tiên đi từ A đến B, đúng rồi. Sau đấy nó làm gì đấy? Sau khi nghỉ 1 tiếng tại B. À, thế nghỉ 1 tiếng nó là một giai đoạn đúng không? Giai đoạn nghỉ. À, rồi xong đến tiếp theo là. Trở về A. Rồi, ok, đầu tiên là đi A đến B này, xong nghỉ này, xong lại từ B về A. Bây giờ anh sẽ kẻ cái bảng ra để mình làm cho nó dễ tư duy. À. Nó có 3 đại lượng thì em kẻ nó sẽ ứng với 3 cái đại lượng đấy. Đấy, đây là vận tốc này. Đây là thời gian này. Đây là quãng đường này. Đấy, 3 cái đấy ra. Tiếp theo là đến chỗ này xem nào. Để anh tính đủ dòng đã. Đây nhỉ. Rồi này đủ đủ đấy. Ok. Này ví dụ là lúc đi này. Đây xong lúc lúc nghỉ này. Xong lúc về này. Đấy, anh kẻ bảng nó như này. Chưa. Đây là vận tốc này. Là km/h nên ghi đơn vị ở đây để cho nó dễ theo dõi. Thứ hai là thời gian là giờ. Thứ ba là quãng đường là km. Đó. Thế đầu tiên là đi từ A đến B trước. Đó đây sẽ là chỗ nghỉ. Đấy, lúc nghỉ ở đây là B về A.
Được chưa Linh? Rồi. Rồi, thế cho anh biết trong địa bàn nó cho thông tin gì mà em có thể điền ngay vào đây này. Trong địa bàn nó cho mình thông tin này. Vừa đi qua rồi nó bị bẩn, sáng nay nó bỏ đấy. Sao hàng mang về nhà bà nhỏ bán hết rồi? Hắn từ chỗ Em nhìn thấy chưa? Có cái thông tin họ cho mình rõ ràng luôn đấy. Lúc đi từ A đến B thì nó có cái gì nhỉ? Nó có cái vận tốc trung bình là 45 km/h, vậy chỗ này 45 này. Em này. Đấy, thế này biết rồi. Tất nhiên là đi lúc nhanh lúc lúc chậm nhưng họ tính trung bình ra là đi được 45 km/h. Cái lúc về thì vận tốc bao nhiêu Linh nhỉ? 30 km. Rồi, lúc nghỉ vận tốc sẽ là không. Không đi được cái gì cả, đứng im mà. Hai Wow. hai Đấy, còn những cái này thì mình chưa điền được này. Đó, này chưa điền được. Ở đây thì họ chẳng hạn nó hỏi quãng đường AB thì anh đặt quãng đường AB là x gì. Đi là x gì thì về cũng x gì. À, lúc nghỉ thì không đi được cái gì. Quãng đường là không. Thế anh hỏi em ở đây thời gian đây sẽ là gì nào? thời gian Thời gian mình sẽ tính là bằng lấy quãng đường chia cho đây vận tốc. hôm nay ngồi bạn Lấy cái là này chia cho cái này. x Em được x trên 45. Được chưa? trên Lúc bốn về vẫn là x như thế, nó sẽ là x trên 30. mươi lăm rồi Cái lúc nghỉ là nghỉ bao nhiêu lâu ấy Linh nhỉ? nghỉ thì nghỉ 1 tiếng ạ. Rồi, thế đây là 1 đúng không? 1 giờ. Và họ cho một thông tin là tổng cái thời gian nghỉ này là tổng thời gian tất cả đi cả về là 9 giờ 20 phút. 20 phút. Con tưởng Đấy, 20 phút. Thì theo anh là em phải đổi về đơn vị gì Linh nhỉ? Đối với cái gì thì nhìn lên trên đầu cái cột này. Đấy là lý do tại sao phải ghi đơn vị. Thì giờ để đổi cho dễ thì em ghi cho anh 9 giờ này. 20 phút thì em đổi cho anh về hỗn số trước. Nó là 20 phần 60 giờ. Đó, 20 phần 60 nó là gì? 9 và 2, 1 phần 3. 1/3. Đấy, đổi về phân số hẳn hoi nhá. 9, 3, 2, 7 với 1 là 28 phần 3. Rồi. Đó. Tí mình sẽ dùng thông tin này. Như vậy phương trình của em sẽ là gì? X phần 45 này cộng 1 này cộng x phần 30 sẽ bằng 28 phần 3 rồi. Mình bạn Được chưa? Em cho anh cái bảng vào vở đủ đã. Vào xong anh em mình trình bày. Rồi. Ok. Ở bên anh sang anh kia anh trình bày. Bắt đầu tới trình bày này đầu tiên là gọi. Gọi cho anh đã, gọi. Cái độ dài quãng đường AB. Là x gì? Đơn vị là km. Là x gì? Đơn vị là km.
Đấy, sau đấy em thì là chỗ này sẽ có đơn đơn vị, nhưng mà từ từ đã, để trống này tí mình nhìn xuống dưới mình đặt đơn vị nhá. Rồi bây giờ xuống dưới này bắt đầu là mình sẽ tư duy là nó có thời gian lúc đi này, thời gian lúc về này. Rồi ok, mình trả lời là gì? Vì vận tốc lúc đi, đi trả lời lúc đi cho nó dễ. Lúc đi là bao nhiêu nhỉ? 45. 45 km trên giờ. Đấy, nên thời gian lúc đi là 45. Nó sẽ là x phần 45, 45. đơn vị là giờ. Tính tiếp, vì vận tốc lúc về là 30 km trên giờ, nên cái thời gian lúc về là nó sẽ là x phần 30 giờ. Rồi, tiếp nữa. Bây giờ mình chưa có cái thao tác mình đổi, thì ta phải đổi thôi. Đổi cho anh 9 giờ 20 phút thì bằng này. Em có thể đưa hỗn số trước đó là 9 1 phần 3 giờ. Đấy. Thì các em đổi, đổi, đổi phát ra phân số luôn. Đấy, 9 1 phần 3. Vậy là bằng 28 phần 3 giờ. Đấy. Đấy, cho mình ra lôi cái thông tin để ra phương trình. Theo bài thì cái tổng thời gian cả đi và về của người đó là 9 giờ 20 phút, nên ta có phương trình. Đấy, đó là thời gian đi là x phần 45 này, em cộng thời gian về, à cộng một thời gian nghỉ đi, cộng 1 tiếng nghỉ, cộng với x phần 30 sẽ bằng là 28 phần 3. Đấy, được phương trình như này. Bây giờ anh em bàn luận về cách giải thằng này, bàn luận cái giải thằng này thì theo em làm, em sẽ làm như nào về cái chỗ này? Chuyển về cùng một mẫu Em định lấy mẫu bao nhiêu? 45. 45 sao chia được 30? Em phải lấy một thằng mà nó là bộ chung nhỏ nhất của những thằng này, vừa chia được 45, 30 và 3. Thằng nào? 90. Rồi 90 nhá. Được. 90 thế vậy thì thằng này nhân 2 lên, vậy là 2x phần 90 này. Cộng 90 phần 90 này. Đây, nhân 3 lên là 3x phần 90. Đấy là nhân 30 lên, 28 nhân 30 là ra bao nhiêu? Tính thử đây nào. Linh bấm máy đi. Bảy sáu mười. Hả? Sẽ là 760, 28 nhân với 30 cơ mà. Tính lại xem. Hai 40. hả? Chỗ 840 đúng không? Vâng. Rồi thì anh bỏ mẫu đi. Như vậy là 2x này cộng 90 cộng 3x bằng 840. Rồi tương đương. Như vậy là ta được 5x. 840 mà trừ đi 90 là bao nhiêu? 750. 750. Vậy x thì tôi bằng 750 chia 5. Vậy ra là 150 thì phải. Đúng không? 150. Nên đến đây anh nhớ ra là anh chưa có điều kiện. Đấy. Điều kiện là nó sẽ có thể là trừ điểm của em ở chỗ đấy. Đấy, dạo đến đây phát nha, em nhớ lúc nào cũng khi giải phương trình ra mình luôn quan điểm là mình phải vì đối đối chiếu. Nhưng vấn đề ở đây là anh chưa có điều kiện đối chiếu thì anh mới lật lên trên, anh viết điều kiện.
x ở đây của mình này, em nhìn sang tất cả này nhá, x trên 45, x trên 30 này thì chẳng có cái gì to tát cả, vậy anh chỉ cần x lớn 0 thôi, nó không có cái gì trừ x cả. Đấy, anh chỉ lấy x lớn 0 là xong rồi. Vậy xuống đây anh đối chiếu thỏa mãn, điều kiện. Ok, kết luận thôi. Vậy quãng đường AB dài cho 50 km. Ok, cái mẫu bài này thì nó sẽ quy đồng, tại 45, 30 với 3 thì nó dễ quy đồng, vẫn những bài mẫu nó sẽ khó quy đồng. Đấy, thì có thể cái phương án hôm trước anh cũng chỉ em đấy là em hãy nhóm, ví dụ chỗ này có một cái hướng xử lý khác, hướng giải khác. Thế này, ví dụ chỗ này anh có thể ra như này, anh sẽ nhóm, anh đặt x ra trong nó là 1 phần 45 cộng với 1 phần 30. Linh hiểu ý em không nhỉ? Đây, anh viết thành như này này. Viết thành như này này. Anh cái này nó chính là x nhân đến 1 phần 45. Cái này là x nhân 1 phần 30, vậy anh nhóm x ra. Cho hai thằng này vào trong ngoặc. Anh chuyển một sang đây. Tí tính vế phải này, xong anh chia cho cái cụm này là xong Linh này. Cái này việc máy tính nó tính hộ mình, thấy chưa? Cái này máy tính nó tính hộ, đỡ phải phải tính. Đây là một cách nữa nha, đây là cách số 1 này. Là xử lý như vậy em sự tư duy, đây là cách 2 này. Đặt x ra. Có bất cứ cái gì tống hết trong ngoặc. Đó, không cần quy đồng. Bởi vì thực chất đây nó là số. Ví dụ nó có mẫu cơ thì không thì mới khó. Ở đây nó có mẫu đâu. Đúng không? Không có mẫu tổng hết vào. Đấy, ra cụm này bao nhiêu nhá, xong tí lấy cái ông bên phải này chia cái ông hệ số ấy là xong. Đấy. Đây là một cách nữa để em giải. Xong chưa? Rồi. Rồi, ok, bài 2 này anh sẽ cho em tương tự. Em làm cho anh. Bài số 2. Em vừa thủ tiêu xong cái kính cường lực. Cái gì vậy? Nó Tay bị máy nứt. à? Nghịch à? Cậy lên à? Không, nó bị nứt nữa. Vỡ. À, cường lực nó rẻ ra nó làm nó dễ hỏng á, nó hay bị vỡ mép đúng không? Vâng. Em mua cái full nên đỡ ấy. Trước anh dùng hay dùng cái em dùng cái không không full đúng không? Vâng. Ừ, mua cái full đỡ đỡ vỡ hơn nhiều. Rồi, ok. Em ấy xong kèo kẻ bảng, sau ra phương trình cho anh thôi. Đấy, cứ xong cái bước 1 đã. Em hãy kẻ bảng vào vở. Xong suy ra anh phương trình là gì. Đấy, nhưng mình cứ vậy cứ theo bình thường thôi. Đấy, lúc đi như nào thì lúc về như nào. Dựa thông tin để ra phương trình. Nhớ lý luận cho anh cho nó chặt chẽ. Bài này những cái bài này thực ra không lý luận này. Mà người chấm người ta dễ dãi, dễ tính ấy, thì nó cũng không trừ đâu. Nhưng mà gặp cái thầy cô nào nó khắt khe hoặc là cái ba rem người ta lại có đầy đủ quá thì lúc ấy em sẽ bị mất điểm. Ừ. Nên tốt nhất là cứ đủ. Đấy, trình bày xong cho anh chụp anh xem nha. À. Rồi, ok, xong bài tiếp theo. Đấy, hai ví dụ vậy để tương tương tự là em xử lý được rồi. Bài tiếp theo cho anh. Bài số 3. Rồi, bài 3. Một xe máy. Đi từ A đến B với vận tốc
40 km/h. Sau khi đi được 30 phút thì xe máy dừng lại. Nghỉ 10 phút. Dừng lại nghỉ 10 phút. Chấm. Do đó để kịp đến B đúng thời gian đã định, đúng thời gian đã định, người đó phải tăng tốc thêm, tăng tốc thêm 5 km/h. Tính quãng đường AB. Đấy, tính quãng đường AB. Đấy, ghi hết chưa? Rồi. Rồi giờ mình phân tích này. Ở đây em xem cho anh có mấy giai đoạn này. Mấy giai đoạn chuyển động này. Hai. Hai, thế em hai là gồm những cái nào nào? Là từ A đến B với đường thời gian nghỉ. Đầu 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 tiên nhá, nó định đi từ A đến B nhưng mà nó đi được có 30 phút nó đã dừng lại rồi. Vậy giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà đi trước khi nghỉ. Trước khi nghỉ. Đấy là đi trong 30 phút. Và vận tốc 30 tốc 40 km/h. Sau đấy nó lại nghỉ, nó nghỉ mất 10 phút. Đấy cũng là một giai đoạn. Vậy giai đoạn 2 là giai đoạn nghỉ 10 phút. Giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà nó phải gì? Phải đến đi đến kịp lúc nên nó phải tăng tốc độ lên. Nó tăng tốc thêm là 5 km/h nữa. Đấy. Và nó đến nó kịp lúc. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ ghi này. Mình kẻ bảng cho anh. Tính quãng đường AB. Thế thì B bây giờ em phải kẻ cho anh như này đây. Anh sẽ có cả dự định và có thực tế ở đây. Đấy, xem nào. Dự định này. Thực tế này. Đây. Ôi, anh kể nhầm ấy đâu. Không sao. Thực tế nó phải như này. Không sao. Đây, đầu tiên là vận tốc này. Thứ hai là thời gian này. Thứ ba là quãng đường này. Đấy, vận tốc của ta là km trên giờ. Thời gian là giờ. Quãng đường là km. Đấy. Để theo dự định thì nó dự định đi cả quãng đường này là 4 45 40 cơ. Nó dự định đi đều là 40 hết nhưng mà trên thực tế thì anh có 3 giai đoạn. Ví dụ anh đánh số đi. Giai đoạn 1 này. Giai đoạn 1 này, giai đoạn 2 này và giai đoạn 3. Được chưa? Giai đoạn 1 là trước khi nó nghỉ. À, giai đoạn 1 trước khi nó nghỉ nó vẫn đi là 40. Nhưng nó đi trong bao nhiêu phút rồi Linh? Trước khi nó nghỉ nó đi trong bao nhiêu lâu? 30 phút. Ok. 30 phút em đổi cho anh về giờ nào. 1/2 giờ. Rồi, đồng ý 1/2 giờ. Như vậy quãng đường này không tính được ra luôn không? Quãng này đường này biết luôn không? Lấy vận tốc nhân cái này cho anh. Đấy. 20. Ok, 20 km nhá. Rồi, xong. Cái dạng thứ hai là nó nghỉ. Vận tốc lúc nghỉ là không. Nhưng mà thời gian nghỉ có không em? Có Bao nhiêu nhỉ? 10 phút.
Đổi cho anh về nào. 1/6 giờ. 1 phần 6 giờ, ok. Quãng đường nghỉ thì là không, không đi được cái gì cả. Rồi, tiếp theo là sau khi nghỉ thì vận tốc lúc ấy là bao nhiêu nhỉ? Sau khi nghỉ thì Phải đi, tăng phải tốc tăng thêm tốc 5, thêm 5 km, tức là mình phải làm phép cộng 4 cộng 5, 45. 45 đúng không? Km trên giờ. Thời gian này thì mình chưa biết đúng không? Chưa biết. Đấy, chưa biết ở đây. Nên là chưa điền được, nhưng mà nó có thông tin là gì nhỉ? Vẫn đến kịp lúc. À, vẫn đến kịp lúc, tức là tổng thời gian lúc đây, tức là tổng cái thời gian này, ba cái ông này với tổng thời gian dự định này là như nhau. Đúng không? Hai cái anh khoanh tròn nó sẽ bằng nhau. Đúng em? Ông dự định đi nào? Cái này anh chưa có cái thông tin gì anh điền là nhá, nhưng mà biết là hai cái này là như nhau vì đến kịp lúc mà. Đấy, vẫn đến kịp lúc. Nên là hai cái này, ba cái giai đoạn này cộng lại cũng bằng cái lúc dự định này thôi. Vậy ở đây nó hỏi quãng đường. Ở đây nó hỏi quãng đường thì em đặt cho anh quãng đường là x km đi. Vậy thời gian đây là gì Linh nhỉ? X/40. Rồi, x trên 40 nhá. Ở đây là 20 này. Tổng là x mà đã đi được mất 20 giống lúc đầu rồi, vậy chỗ này là bao nhiêu? Chỗ nào? Đây nha, em hình dung cái này, cái quãng đường AB là x thì cái này thực ra nó cũng đi AB thôi, nhưng mà nó chia làm 3 giai đoạn nhá, mà lúc đầu đi 20 thì có phải chỗ này x trừ 20 không? Đúng không? 20. Trừ đi cái đoạn đoạn đầu nó đi thì là x trừ 20. Chuẩn không? Chuẩn nhá. Thế nên đây là thời gian ở đây thì có phải là x trừ đi 20 trên bao nhiêu em? X/20/45. Đó. Mà bảo kịp lúc, vậy thì anh ra phương trình rồi này. Ba cái này cộng lại bằng cái này. Được chưa? Vậy là 1 phần 2 này. Lúc đầu ấy này, cộng 1 phần 6 lúc nghỉ này. Cộng với x trừ 20 trên 45. Thì bằng x trên 40. Hợp lý không? Đó, vì kịp kịp lúc mà. Nên thời gian lúc theo, đây là thời gian này theo là thực tế. Cũng bằng thời gian theo dự định. Đó, ok. Rồi, em trình bày hết chỗ này chưa? Giờ anh sẽ đi trình bày mẫu cho mày này. Ra bài này nó có nhiều cách triển khai nữa. Hay không đây, đây là anh hướng dẫn em cách 2 này. Đây là cách là bảng thứ nhất. Cách này em cảm giác nó cứ hơi ngược ngược đúng không? Đó, sẽ cảm giác nó hơi ngược ngược. Đó, nó bị ngược cho mình một chút. Rồi, đây là anh sẽ hướng dẫn em cái cách lập bảng khác. Cách 2. Thì sau khi làm hai cách thì anh em mình sẽ quyết định sẽ trình bày tự luận theo cách nào. Nha, vẫn có các thông số này, vận tốc, thời gian và quãng đường. Đấy, vẫn kẻ ra như vậy. Đây. Bảng trên xong rồi gì em? Rồi. Đây kẻ xuống bảng dưới này. Giờ anh sẽ kẻ nó chuẩn chuẩn hơn vừa nãy. Vừa nãy anh kẻ hơi bị lỡ tay tí. Dự định này. Rồi đây.
Đây, đây bây giờ đúng ý của anh này. Để anh định định kẻ như này cơ. Sau này em cũng kẻ như này cho anh khi mà làm bài. Nó sẽ hiệu quả cho em. Đây này, bảng của anh chọn nó phải như thế này. Đấy, đây là dự định. Hoặc là theo kế hoạch đấy. Đây là thực tế. Đấy. Thì em có thể ghi ở đây này, các giai đoạn này, giai đoạn 1 này. Giai đoạn trước nghỉ. Giai đoạn 2 là giai đoạn nghỉ. Và giai đoạn 3 là giai đoạn sau sau nghỉ. Đấy. Thì dự định đây vẫn là 40 này. Lúc đầu đi thực tế 40 này, đi được 30 phút này. Bằng 1 phần 2 giờ này. Vậy đây là 40 nhân 1 phần 2 là bằng 20 km này. Đấy, nghỉ thì nghỉ không vận tốc này. 10 phút là bằng 1 phần 6 giờ này. Đấy, đi được không được 0 km này. Rồi. Đoạn sau thì đi được 40 cộng 5 cũng bằng 45 km/h. Đấy. Bây giờ những cái thông tin này là bắt buộc không thay đổi được rồi. Em Linh nhớ cho anh nhé, trong một cái bảng nó luôn có những cái thông tin là không thể thay đổi được. Đây là những cái đỏ đỏ anh vừa ghi này. Không đổi được. Đấy, nó chỉ đổi những cái chỗ mà mình còn đang để trống là cái chỗ đấy là linh hoạt đổi. Thế là đổi thế nào? Bây giờ nhá, anh trong đầu anh luôn tư duy thế này này, cái bài toán nào mà làm phép nhân luôn dễ làm phép chia, Linh công nhận không? Làm phép chia hay sai hơn. Thế vậy thì làm phép nhân dễ làm hơn nhiều. Vậy thì anh sẽ luôn biến làm để làm phép nhân. Thế anh đặt cái này là x gì? Anh đặt cái thời gian đi theo dự định là x gì? Vậy thì cái này là dễ hiểu thôi, nó là 40x. 40x. Đấy, nhân lên luôn dễ hơn. Đây là nếu đây là x gì này, em hình dung nó đi kịp kịp thời gian, vì nó đi kịp ấy nên là cái x này nó là tổng của ba ông dưới dưới đây. Vậy đây nó là x trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 6. Được không? Thì bằng nhau mà. Rồi, thế vậy đây nó sẽ là 45 nhân x trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 6. Đó. Và tổng hết ba thằng này vào nó sẽ bằng thằng ở trên đây. Tại vì nó cùng là một quãng đường thôi. Quãng đường này theo dự tính của ông ấy, còn đây là thực tế ông ấy đi làm ba giai đoạn này. Em hiểu không nhỉ? Cái 45 này nhân cái này cộng thêm 20 nó ra 40x. Phương trình của em là 45 nhân x trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 6 sẽ bằng là 40x. Đó, đây là phương trình. Giải ra thì không ra quãng đường được, nó ra cái này. Nhưng chỉ cần làm một phát 40x nữa là xong là ra quãng đường. Thế em có cách nào dễ làm hơn? Đấy. Anh luôn thích là phép phép nhân. Đấy. Nhưng mà thông thường thì nếu em anh chắc chắn một điều khi em đi học trên lớp ấy, cô sẽ dạy là hỏi cái gì đặt cái đấy. Nhưng cơ bản á, hỏi cái gì đặt cái đấy nó lại sẽ khó. Nó khó lập phương trình hoặc là cái phương trình nhìn nó xấu ấy. Đấy, nên là có thể mình linh hoạt nhá, không phải cứ cố là hỏi cái gì đặt cái đấy đâu. Bài này thì đặt cái gì em cũng làm được. Đấy, nào thì quyết định em làm cách nào. Cái hai Vẽ xong bảng đi, xong ngay trình bày cách hai cho em. Anh thích làm phép nhân hơn vì nó đỡ bị sai. rồi. Ok. Rồi, anh em mình sang bên này. Trình bày này. Bài này nó có mấy phát nhỉ? Đổi luôn từ đầu cũng được. Nào. Anh trình bày kiểu khác nhá. Bắt đầu có thể đổi hết rồi. Đổi hết cái đống phút rồi đã. Đầu tiên là cái 10 phút nghỉ à? À là 30 phút đã. 30 phút mà 1 phần 2 giờ là thứ nhất này. Sau là 10 phút và 1 phần 6 giờ. Đấy. Sau đấy nó bảo là mình là cái lúc đầu nó đi là vận tốc là 30 à là 40. Thế anh tính luôn là cái quãng đường. Quãng đường xe đi được trước khi nghỉ là đấy, lúc đầu nó đi là 40 này. Nó đi trong là 30 phút là 1 phần 2 giờ này. Là anh đi được 20 km trước này. Đấy, tính cái này, những cái gì tính được trước tính hết đi đã. Đây là một cách trình bày. Em tính hết cái gì có thể tính.
Sau đấy em tính luôn cho anh cả cái vận tốc ấy, sau khi nghỉ ấy. Vận tốc của xe sau khi nghỉ là 40 cộng thêm 5 nữa là 45 km/h. Đấy, tính hết ra là hết rồi nhỉ. Nhìn lại cái bảng bảng tí. Hết rồi. Đổi hết rồi, tính đủ hết rồi. Bây giờ tôi gì tôi gọi. Gọi cái thời gian xe lúc à thời gian xe đi hết quãng đường AB. Theo dự định là x gì? Đây sẽ là giờ. Đấy. Điều kiện thì anh để trống đã, tí viết sau cũng được. Điều kiện anh để trống. Bây giờ họ anh nhìn trên bảng này. Thôi em cứ cho x lớn không được, không ra là. Điều kiện này không đủ chặt nhưng mà nó không sai. X lớn hơn không. Rồi. Thế anh sẽ lý luận là gì nhỉ? Anh sẽ tính luôn cái quãng đường. Đấy. Quãng đường AB đấy, theo dự định là sẽ là 40 nhân x đơn vị là km. Rồi vì này vì xe đến B kịp lúc. Đấy, nên đấy, nên này em nhớ là nó có 3 giai đoạn. Thứ nhất là lúc đi lúc đầu là 1 phần 2 giờ này, sau là đây nghỉ 10 phút là 1 phần 6 giờ này. Đấy, nên cái thời gian xe đi sau khi nghỉ nghĩa là đấy, tổng nó là x gì này, x gì giờ này trừ đi 1 phần 2 giờ đầu này lại trừ đi 1 phần 6 nữa nghỉ nữa. Chỗ này em thể thu gọn bớt cho anh. Xe là 1 phần 2 với 1 phần 6 là bao nhiêu nào? Chỗ này sẽ x trừ bao nhiêu cho anh nào? 12. 2 phần 3 phần 2 à? À 2, 2 phần 3 chứ đúng không? Chỗ này này, trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 6 2 phần 3 đúng không? 2 phần 3. Đây là thời gian sẽ là giờ. Đúng ra chuẩn là x phải lớn hơn 2 phần 3. Đây này. Đây em có thể ghi x lớn 2 phần 3. Ừ. Để cho cái này nó dương. Rồi, thế suy ra là cái quãng đường xe đi sau khi nghỉ là đấy, em lấy 45 là vận tốc này, em nhân với x trừ 2 phần 3. Đấy chính cái mà trong bảng ấy mà anh chưa thu gọn này. Đấy, cái cụm này này. Suy ra là mình thì đây là tổng cái quãng đường xe đi theo thực tế. Lúc đầu ông đi được 20 này. Xong ông đi thêm cái 45 nhân với x trừ 2 phần 3 nữa. Chỗ này ông có thể nhân nó ra cho nó gọn. Tí ốp phương trình thì nó đỡ. Hoặc là em làm trong phương trình. Nếu mà anh thì anh thích nhân nó ra luôn. 45 mà nhân 2 phần 3 thì em chia 3 trước nhân 2 là trừ 30. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Vậy ra bằng 45x trừ 10. Đơn vị là km. Mình tính trước càng nhiều thì sau đỡ phải tính thôi. Đấy, như vậy ta làm luôn là ta có phương trình. Đó là quãng đường lúc đi của ông ấy là 40x này. Cũng chính là à quãng đường đây là dự định, cũng chính là quãng đường thực tế là 45x trừ 10. Vậy anh chuyển vế như sau này. Em thích chuyển nào chuyển, nhưng mà anh thì anh thích hay thích này, anh chuyển cái thằng bé về thằng to. Anh chuyển cái 40 về thằng này. Anh biết là anh lại viết sang bên này. Đấy nhá, anh viết thử viết thằng này sang đây. Là 45 trừ 40. Nhưng mà anh viết sang bên này. Ông trừ 10 nó ra bên này, anh chuyển sang ngược lại. Là 10. Vậy anh ra được là 5x bằng 10. Vậy tính nhanh ra x bằng 2. Ừ đẹp thế. Chẵn quá, thỏa mãn. Điều kiện. Đấy, có x bằng 2 rồi thì bài toán chưa xong. Vì ở đây tôi không đặt cái người ta cần.
Bây giờ anh em mình tính cái gì đấy như Linh nhỉ? Đây chính là cái thời gian dự định đúng không? Suy ra là cái quãng đường AB dài. Em thấy trong em nhìn trong bảng nhá, em nhìn trong bảng này. Quãng đường AB nhìn dễ tính nhất là cái chỗ này. Để lấy 40 nhân x đây này. Chứ còn cái cụm này nhân mà tự dưng nó khó đúng không? Thế lấy cái dấu dễ nhất. Em lấy 40 nhân x là 40 nhân 2 Nhân 2 80 km. 80 km. Xong rồi đã. Làm quả vậy đã vậy. Quãng đường AB dài 80 km. Thường câu kết luận không bao giờ nó có phép tính em nhá. Đã có phép tính thì nó vẫn chỉ là phần trên làm bài thôi. Kết luận lại không có phép tính đâu. Học cái này cũng hay mà. Nhưng mà học ít thời gian quá nó sẽ khó. Được cái đợt này thế này anh luyện cái này kỹ. Tất cả các lớp toán lớp 8 của anh dạy dạy này kỹ. Cái này lên lớp 9 lại học tiếp em ạ. Nhưng mà nó giải phương trình, nó giải theo hệ phương trình này hoặc là phương trình nhưng mà phương trình bậc 2 cơ. Nó khó hơn như này. Nếu mà dưới lớp 8 kỹ năng tốt lên lớp 9 phần này ngon hơn, không không sợ. Học sinh thấy phần này hay sợ lắm. Phần này nó không hẳn nó thi đều đâu. Nếu thi lớp 10 như Nam Định mình ít hỏi phần này cực kỳ. Nhưng mà không phải là nó không hỏi. Vẫn có xác suất để nó hỏi. Vì học cái gì thì cái đấy. Rồi, em xong chưa? Xong rồi. Ok, nào bây giờ một bài tương tự này. Đây là cái nào bài toán nghỉ. Đấy, mà thường ông dừng lại nghỉ nghỉ 10 phút ấy. Đi xe mà phải dừng lại nghỉ khi đi ô tô lắm nó đi lâu nó có nhu cầu đúng không Linh? Đi ô tô là rất hay có nhu cầu, nếu đi ở dưới đất thì không sao nhưng lên ô tô đi nó sóc mà là thường ai sẽ có nhu cầu thôi. Bài số 4 đấy, thì phải dừng lại tạt vào đâu đấy một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Sau khi đi được một giờ thì xe ô tô dừng lại. Nghỉ 8 phút. Chờ tàu hỏa đi qua chấm do đó để kịp đến B đúng thời gian đã định vậy người đó phải tăng tốc thêm 10 km/h chấm tính quãng đường AB Linh lập bảng cho anh lập bảng trước ạ cơ bảng gửi anh nhìn qua cái này biết ngay lập bảng ra phương trình luôn hình như mà anh ấy nhầm cái này rồi đây này đây này thiếu thiếu tại vì cái bảng ở bên trang bên kia đấy là bảng em ở hai này bằng nhau đúng không anh quên cái 20 mới rồi đúng không các anh quên cái 20 không bài trên anh thiếu xứ mất cái 20 sửa lại cho anh này chỗ này cộng thêm 20 mà đúng không đây anh có giai đoạn sau mà à đâu anh cộng vào rồi chứ nhỉ à đây anh cộng vào rồi bài này em cộng hết vào chưa à đây đúng đúng rồi vậy vẫn đúng nhá nhưng mà cái bài này anh nhìn bảng của em này em chưa nhân tung ra đúng không Linh trong cái phương trình em bị thiếu bảng em đúng rồi nhưng em phải bên cái bên trái em phải cộng thêm 50 vào Linh công nhận không vì vừa nãy bài anh có cái giai đoạn này anh tính này anh tính tổng thời gian đây này anh đã cộng sẵn 20 vào đây rồi đây này nhưng cái con này của em cái giai đoạn đầu có 50 km em chưa cộng vào Linh công nhận đây này trong phương trình của em nhá cái chỗ này này đây em đang thiếu ở đây này chỗ này về cái này em phải cộng thêm 50 vào đây cho anh
Đó, ok. Đấy, cộng vào đấy là sẽ thành công trình đúng. Còn trình bày đúng như vừa nãy. Rồi, anh nhìn trình bày của em là anh hoang mang, anh tưởng nãy anh thiếu. Rồi, anh sang một ví dụ tiếp theo. Bài số 5. Đố bài này anh em nghỉ. Nghĩ rằng này. Cái chuyển động nó nhiều nhiều bài cực kỳ luôn. Lúc 6 giờ sáng. Một xe khách khởi hành từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Sau đó 30 phút một ô tô con cũng xuất phát từ Hà Nội đuổi theo xe khách với vận tốc 1/10 vận tốc của xe khách. Xe khách là 10 km/h. Chậm. Cả hai xe đến nơi đồng thời vào lúc 9 giờ cùng ngày. Chậm. Tính vận tốc của xe khách. Rồi, ok. Thi nhanh đề bài đã. Được chưa? Bây giờ anh vẽ, anh phân tích cho em xem. Này Bài này anh sẽ vẽ theo cái hình thức là anh vẽ quãng đường trước. Đây coi như là Hà Nội. Đây coi như là Thanh Hóa. À. Ở đây thì phải tóm tắt thế này vì nó nhiều mốc thời gian quá. À, thì tí nữa mà ra một cục cần bảng thì là bảng, không cần bảng thì từ đây nó cũng có thể ra phương trình cho em rồi. Thứ nhất này là lúc 6 giờ, mốc thứ nhất là 6 giờ sáng là có một cái xe khách, à, anh ghi hiệu nha, xe khách này khởi hành ở đây đi. À, sau đó 30 phút tức là lúc 6 giờ 30 đúng không, là có một cái ô tô con, khi ô tô nhá nó bắt đầu đi từ đây thì khi ô tô bắt đầu đi từ đây này thì thằng xe khách nó đã đi đến chỗ khác rồi, ví dụ nó đi đến đây rồi, Linh công nhận không? nào. Đúng không? Lúc ô tô bắt đầu đi thì xe khách nó đã đi đến chỗ đằng trước rồi, rồi đuổi theo vận tốc lớn hơn là 10 km/h. Đấy, thế nếu thằng này mà đi vận tốc là x gì này, chẳng hạn này, vận tốc thằng này mà là x gì km/h thì đây vẫn là x gì nhá, thì đây sẽ phải là lớn hơn 10, nó là x cộng cộng 10 đúng không, công nhận không Linh? Nào. Đấy, đuổi theo này, cả hai xe đến nơi đồng thời vào lúc 9 giờ cùng ngày, tức là thêm mốc thứ ba, thời gian thứ ba đó là 9 giờ. 9 giờ thì hai ông đều ở đây hết. Đây, hai ông đều ở chỗ này. Xe khách này và ô tô đều đến nơi hết, đều ở chỗ này hết rồi. Ok rồi. Đã đến đến nơi. Rồi. Thế vậy thì anh hỏi em nhé, trong cái bài này cái gì là cái không thay đổi ở đây đối với cả hai thằng? Tất nhiên là hai ông đi vận tốc khác nhau này, thời điểm khác nhau, nhưng có một cái hai thằng đi, hai thằng không thay đổi, có một cái giống hệt nhau, đấy là cái gì? Là quãng đường đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Đúng rồi, hai thằng đều đi trên cái con đường đấy đúng không nào? Quãng đường hai thằng đi được là như nhau. Ê, em luôn nhớ cho anh về tìm ra cái, cho anh cái là bất biến là cái gì? Luôn nhớ tìm ra cái bất bất biến.
cái bất biến, cái không thay đổi ấy, trong bài toán này chính là cái quãng đường A, quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Đấy, thì nhớ cái thông tin đấy để mình ra phương trình. Thế em có biết được cái thời gian mà thằng xe khách đi không? Thời gian xe khách đi là gì nào? Đấy, thời gian nhé. Xe khách đi là 6 giờ sáng. Đi từ 6 giờ nhưng 9 giờ đến nơi, vậy nó đi trong bao nhiêu lâu? 2 tiếng, 3 tiếng. 3 tiếng đúng không? 9 trừ 6 bằng 3 giờ. Đúng không? Thế thằng xe ô tô kia là đi bao lâu? Ô tô là đi Nó cũng đến lúc 2 9 giờ. Đúng không? Cũng đến lúc 9 5 giờ. giờ. Đấy, 9 này cũng trừ 6 này, trừ thằng đầu tiên, nhưng mà nó lại có gì, nó lại còn đi sau 30 phút nữa. Tức là trừ đi 1 phần 2 này đúng không? Nó đi xuất phát sau mà. Đấy thì nó chỉ có mỗi 2,5 giờ thôi. Đúng không em? Hoặc là ghi là 5 phần 2 đấy. Ok chưa? Vận tốc nhá, V của xe khách thì mình gọi là x. V của ô tô thì mình là x cộng 10. Thế vậy thì x nhân với cái ống này. Vậy ra phương trình này. 3 nhân x vận tốc nhân thời gian này sẽ bằng là gì? 5 phần 2 nhân x cộng 10. Mình phương trình chưa? Bởi vì quãng đường đây là quãng đường đây này. Ổn không Linh? Rồi. Rồi em ghi cho anh cái phần tóm tắt này bạn ạ. Bài này thì không nhất thiết phải lập bảng. Đây là gọi là, có thể gọi là sơ đồ thời gian. Đấy, dựa ở các cái mốc. Đây, bên này là vận tốc này. Đấy, thời gian này. Cái bất biến là cái quãng đường. Là cái bất biến ở đây. Cái ghi xong bỏ anh nhá em nhá, có sẵn chẳng cần mình chụp, đợi đợi tí tìm ở đâu. Xong chưa em? Rồi. Ok, giờ anh em mới sang trình bày này. Đấy, trình bày nhá. Bây giờ em nhớ nhanh này. Bài này nó hỏi vận tốc thì đặt vận tốc luôn. Giờ vận tốc xe khách luôn. Đó, vào đây. Trình bày. Thì sao? Thứ nhất em gọi luôn cho anh cũng được. Gọi vận tốc xe khách là x gì? Đơn vị là km trên giờ. Đấy.
Rồi. Có thể suy ra là vận tốc của cái ô tô con sẽ là x cộng 10 km/h. Đấy. Em đây cho anh nghĩ lớn không nhé. Kiện lớn không. Tiếp nữa. Bây giờ mình sẽ tính cái thời gian nhé. Cái thời gian xe khách đi đấy, từ Hà Nội đến Thanh Hóa là đấy, mình sẽ lấy là 9 giờ này là lúc đến này, em trừ đi 6 giờ lúc lúc đầu xuất phát đấy, sẽ ra là 3 giờ. Tính tiếp thời gian xe ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa là đấy, nó cũng đến lúc 9 giờ này, nhưng mà nó trừ đi cái lúc đầu thằng ấy đi này, thằng khách đi, nhưng mà nó lại còn đi sau 30 phút nữa. Đấy, vậy nó đi chỉ có 2 giờ 30 phút thôi. Và anh có thể đổi ra nó bằng là 5 phần 2 giờ. Đấy, anh đổi ra 5 phần 2 giờ. Rồi. Rồi, như vậy thì người ta có thể ta theo bài ta có phương trình luôn cũng được. Đấy, chỗ này nhá, mình lấy vận tốc thằng kia. À, là gì nhỉ? Xì này nhân với 3 giờ sẽ bằng là x cộng 10 này nhân với 5 phần 2. Đấy, ghi này cho nó đúng đã. Cùng là quãng đường. Đấy, tương đương 3x này bằng này 5 phần 2x cộng 25. Vậy đây sẽ là gì? 1 phần 2x bằng 25. Tương đương là x bằng 25 chia 1 phần 2. X ra bao nhiêu em nhỉ? Mười 50. Ok em. Thỏa mãn không? bạn Thỏa mãn điều kiện. Vậy vận tốc xe khách là 50 km/h. Ở tuần sau lịch như thế nào nhỉ? Nếu mà không ấy thì vẫn như cũ nhỉ em nhỉ? Anh xem lại tính xem vâng. nào. Vẫn là chiều thứ ba và chiều thứ năm nhá, cho đỡ sát nhau nhá. Hôm rồi là cô em đổi lịch học bù thôi đúng không? Gì à? Hôm hôm trước là cô chỉ đổi lịch học bù thôi đúng không? Chứ còn chiều thứ Vâng. ba bình thường là không học đúng không? Vâng. Thế cứ học chiều thứ ba chiều thứ năm thôi, 2 giờ nhá, cứ tạm thế. Nếu có gì thay đổi báo anh sớm thì anh còn biết anh điều chỉnh. Không thì Hai là rưỡi đi anh. 2 giờ 15 đi. Để anh dỗi dỗi trước trước giờ vào ca sau của anh tí nhá. Vâng. Ok rồi, bài bị lên Classroom lên giờ này nhá. Vâng. Ok, à làm cả cái bài hôm trước nhá, bài hình nhá, Vâng. Linh nhá. Rồi, Ok em em. thì chiều nay rảnh rảnh mình ngồi làm. Rồi, ok gửi gửi lên cho anh xem làm ăn nè. Vậy nhá. Vâng, em chào anh. Ừ.